Rồi xin chào anh em nhé. Thì nay em review cho anh em là một bộ Makita dành cho nghề nhôm kính hoặc là bên cơ khí hoặc là bên gỗ đều được. Tại con này là không có búa, vẫn có thể khoan tường với mũi Unica, nhưng mà hàng này là chuyên cho thợ gỗ và nhôm kính thì hay hơn. Đó. Thì con này có mã là XFD11. Pin là pin đóng, có báo pin. Đó, bị báo pin đầy đủ nha anh em. Anh em lưu ý này. Đó. Và sạc adapter. Thì bộ này là em đang sale giá chỉ có 2 triệu một bộ thôi. Đó, dành cho những anh em nào có nhu cầu 2 triệu một bộ này thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại 0931172897. Địa chỉ là 854-43 Thống Nhất, phường 15 Gò Vấp. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Thì ngoài con này ra, anh em có thể lấy con XDT15 đều được nhé. Con này hoặc con XDT15 thì em hỗ trợ cho anh em là mua hàng. Đó, giá tốt. Rồi, cảm ơn anh em xem video. Anh em nào cần thì liên hệ em sớm nhé. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc thành công, gặp nhiều may mắn hơn. Rồi, cảm ơn anh em.